vừa mới tiếp nhận con Note 10 Lite anh em, màn hình bể kính tan nát luôn, bể rất nặng, bể này hình đoán là rớt xuống đường bê tông ha, nó mới bể cái kiểu vụn vằn như vậy đó. Còn ta rớt thông thường thì nó không, nó ít khi nào nó bể vậy lắm anh em, bể mà bể dập dập như thế này là rớt xuống đường rồi, nhưng mà nó vẫn còn thỏa điều kiện, màn hình còn lên cảm ứng vuốt chạm bình thường. Thì ở đây mình vẫn cố gắng thay cho anh em một cái mặt kính mới, giữ lại cái màn hình bên trong để tiết kiệm chi phí, hay còn gọi là ép kính nha. Anh em hay hỏi thay kính rồi bao nhiêu, ép kính bao nhiêu, thay kính với ép kính là một nghĩa anh em. Có nghĩa là chúng ta giữ lại cái màn hình hiển thị bên trong, tách bỏ cái lớp kính bể, dùng một cái mặt kính mới, chúng ta thay hoặc gọi là ép dính vào cái màn hình chúng ta tái sử dụng lại lúc nãy. Đó thì nó có một bộ màn hình mới với mặt kính mới. Đó là như vậy ha, đơn giản vậy thôi. Đó, tuy nhiên cái quá trình này yêu cầu cái kỹ thuật rất là cao, đó là lý do anh em vào bất kỳ một trung tâm bảo hành chính hãng của hãng nào cũng không có hãng nào nhận thay mặt kính hết, người ta chỉ thay mới nguyên một bộ màn hình thôi. Bên mình thì làm lâu năm về cái mảng thay kính này lắm rồi, thì mình có những cái kinh nghiệm và cái cách thức để làm sao cho cái máy anh em phục hồi và trạng thái ban đầu mà chi phí tiết kiệm, vẫn mượt mà, vẫn chuẩn zin, bền bỉ ha. Rồi ok, anh em nào cần tư vấn sửa chữa cứ liên hệ với mình. Bye bye anh em.